Em xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại với video tiếp theo của em. Một trong những cái kèo cực kỳ là ngon của 6 tháng cuối năm mà em muốn cập nhật chia sẻ cho các bác. Hiện tại thì cái dự án này thì theo em đánh giá thì tỷ lệ cao nó sẽ được list trên cái sàn Binance, là một trong những cái sàn top của thế giới về mua bán và giao dịch coin nhá. Cũng như là cái số lượng tăng lượt theo dõi ở trên cái nền tảng Twitter của cái dự án Blue này nó lên rất là cao. Hôm trước thì em có làm video chia sẻ cho các bác chỉ có gần 4 triệu lượt theo dõi thôi. Ngày hôm nay đã lên là 4.045.000 rồi. Đó, chỉ trong vòng có 3 ngày thôi mà tăng lên 100.000 người theo dõi. Chính ra thì cái số lượng người quan tâm và số lượng người tham gia theo dõi và tham gia khai thác trên cái dự án này rất là đông đảo. Nên là chắc chắn rằng cái dự án này trong quý 3 và quý 4 của năm 2024 này sẽ là một cái dự án thành công của chúng ta tham gia những cái kèo underdog nhá. Trên cái nền tảng Blue này, đây là một cái nền tảng tựa game giúp các bác có thể tham gia chơi game giải trí và chúng ta có thể kiếm được token hoàn toàn là miễn phí. Bản thân em thì tham gia hơi muộn bởi vì cái kèo này nó đã ra được một tháng rồi, hơn một tháng rồi. Đến cái thời điểm bây giờ thì cũng có rất là nhiều bác đã khai thác được cho mình cái số lượng token rất là nhiều. Còn em thì mới tham gia nên là cái số lượng khai thác được thì nó sẽ ít đi. Nhưng mà bản thân em thì sẽ thường xuyên cập nhật cho các bác về cái dự án Blue này. Có thông tin mới nhất gì thì em sẽ cập nhật nhá. Còn những bác nào mà hiện tại chưa tham gia thì các bác có thể tranh thủ tham gia luôn. Và em cũng có mới cập nhật được một cái chút thông tin là trong vòng tháng 10 này thì nó sẽ có thông báo về kế hoạch để nó sẽ niêm yết cái đồng Blue này nhá. Rồi tham gia cái dự án này thì chúng ta chỉ cần có một cái tài khoản Telegram thôi là các bác có thể tham gia được rồi. Ở đây thì em đã có cái tài khoản Telegram rồi. Bây giờ thì em sẽ vào, em sẽ hướng dẫn các bác cách thức tham gia và khai thác được thật là nhiều cái số lượng Blue ở trên cái dự án này nhá. Hiện tại thì cái tài khoản này của em mới kiếm được có 1.800 thôi. Còn có rất là nhiều bác tham gia, các bác ấy là kiếm được vài triệu, thậm chí là vài chục triệu token rồi cơ. Bởi vì các bác ấy tham gia chơi game rất là nhiều. Khi mà chúng ta tham gia với cái liên kết em để dưới phần mô tả ấy, hàng ngày thì chúng ta có thể vào đây, các bác claim ở đây cho em này. Sau đó các bác lại ấn mục phần start, nó sẽ tự động đào cho các bác nhá. Cứ trong vòng 8 tiếng nhá các bác nhá, cứ trong vòng 8 tiếng thì nó sẽ kết thúc và chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ nhận. Nếu như các bác nào mà không vào nhận thì nó sẽ lại không đào cho các bác nữa đâu. Nên là các bác có thể là mỗi ngày chúng ta sẽ bỏ ra, ví dụ như là các bác hôm nay các bác nhận là buổi sáng chẳng hạn, thì đến tầm trưa trưa tầm 1 giờ các bác lại vào, các bác điểm danh tiếp nhá. Một ngày chúng ta điểm danh tầm 3 lần đó, là 24 tiếng thì một ngày chúng ta sẽ điểm danh 3 lần cho em. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các bác là tham gia trò chơi. Ở đây thì nó sẽ có cái phần game này, các bác sẽ ấn một phần play. Cái game này nó giải trí cực kỳ là lớn. Đây các bác chỉ cần ấn cái ngón tay vào cái lá cây màu xanh này này. Đó, càng ấn càng nhanh thì cái số lượng token blue các bác kiếm được thì nó sẽ càng nhiều. Đây nó thuộc phần nhanh tay, phần chủ yếu là nhanh tay thôi. Mắt thì chúng ta cũng chỉ nhìn vào đây là được thôi nhá. Ô hôm nay em chơi nó không có cái tuyết nhỉ. Cái tuyết là cái phần để nó đóng băng ấy. Nó chỉ có thời gian là khoảng độ 30 giây thôi nhá các bác nhá. Đấy, có cái tuyết thì nó sẽ đóng băng lại, nó giữ nguyên để chúng ta có thể chọn. Thì nó sẽ không mất thời gian cơ. Đấy, nên là các bác cần phải nhanh tay cho em. Đó, hết thời gian mất rồi. Rồi, như vậy là chúng ta đã tham gia và bản thân em đã nhận được ở đây là 92 token. Rồi, để tiếp tục nhá. Ở đây thì em đã có là 43 cái lượt chơi, 43 lượt chơi và tí nữa em sẽ hướng dẫn làm sao để các bác càng tăng được cái lượt chơi này. Rồi em lại ấn mục phần play tiếp. Đây các bác càng ấn càng nhanh nhá. Đây các bác cứ nhanh tay là được. Có bác em thấy ấn còn sử dụng cả bàn tay cơ, hai ba ngón tay ấn cơ, nhưng mà bản thân em chỉ dùng một ngón thôi. Chưa thấy có tuyết rơi. Hôm nay ít tuyết quá, mọi hôm rất là nhiều tuyết rơi để. Rồi em cũng không hiểu tại sao có rất là nhiều bác có thể kiếm được ở cái mục này lên tới là mấy trăm cái đồng blue cơ. Các bác ấn rất là nhanh hay là các bác có cái mẹo gì không biết, nhưng mà em thấy các bác ấy kiếm được rất là nhiều trong cái phần bấm bấm như này nhá. Rồi được 94 còn 42 cái lượt nhá. Đây em sẽ quay trở ra này, để kiếm được cái số lượt mà tham gia chơi game này ấy, thì các bác sẽ sang cái mục đó là mục tách ở đây. Mục tách ở đây cho em nhá.
Bên cái mục tách này là một số các nhiệm vụ để các bác có thể tham gia làm. Đấy, ví dụ như là join vào những cái nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook, Telegram và một số khác. Bên dưới này là cái phần các bác có thể xem video nhé. Tiếp theo này sang cái mục Wallet. Cái mục Wallet này là cái phần liên kết ví nhá. Ô, hôm trước còn có một cái phần để các bác có thể kiếm được cái mục mà cái lượt chơi này cơ. À đây, à không phải. Cái phần này là cái phần để chúng ta có thể là xem những người nào mà đứng top. Hôm trước em vào em thấy có một cái phần mà tham gia nó có cái số lượt tăng lên đấy, nhưng mà hôm nay em không thấy. Hiện tại thì nó đã có chức năng liên kết ví rồi. Hình như là cái phần đấy như là không còn nữa rồi hay sao á. Ở đây thì nó sẽ có kiểu như là có thời gian ấy. Ví dụ trong vòng bao nhiêu phút đó nó lại cộng cho chúng ta thêm một cái lượt nữa nhá. Thêm một cái lượt nữa. Thì ở đây các bác phần có thể tham gia đào tự động này. Phần có thể chơi game này. Ngoài ra thì các bác còn có thể đi giới thiệu bạn bè nữa. Bởi vì đây là cái nền tảng Telegram. Thực ra thì bác nào mà sử dụng điện thoại, hiện tại bây giờ sử dụng điện thoại thông minh thì đa số là chúng ta đều có cái tài khoản Telegram hoặc là có thể đăng ký rất là đơn giản. Nó không phải như là một cái tài khoản gì khác. Cái tài khoản Telegram đăng ký đó chỉ cần cái số điện thoại thôi là chúng ta có thể đăng ký được nhá. Đăng ký thành công xong thì các bác có thể vào nền tảng rồi các bác có thể tham gia là được nhá. Đây, em còn lưu hẳn một bộ thư mục này về các nền tảng coin để em có thể tham gia đào. Đó. Ở đây thì ví dụ các bác vào, các bác chỉ cần ấn một phần Start ở đây cho em thôi. Start thành công xong thì các bác ấn vào mục Language. Ở đây thì nó sẽ vào nền tảng. Sau đó ấn mục phần Play để chúng ta có thể tham gia chơi game nhá. Đấy, rất là đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Dễ lắm. Đây, lại có tuyết rồi. Đó. Chúng ta thì cứ ấn vào đây thôi để các bác có thể chọn. Lại có. Có những ván thì nó ra rất là nhiều tuyết để chúng ta có thể chọn nha. Đây các bác có thể thấy này. Có những ván thì nó ra rất là nhiều tuyết. Có những bác chơi cái mục này có thể kiếm được cả vài trăm cơ. Vài trăm cái token blue cơ. Nhưng mà em chưa vượt qua được con số là 100 nhá. Không hiểu tại sao. À, lần này em vượt qua 100 rồi các bạn. Lần này em vừa được qua 100 rồi. Đấy, đấy là cái phần mà em chia sẻ. Cái mục liên kết ví này này, em sẽ ấn vào đây. Thì hiện tại thứ nhất đó là ví Ton Master này. Một số các ví khác. À đây còn có cả sàn này. Đây các bác có thể thấy này. OKX này. Bybit này. Đó, Bitgate này. Và một số các nhá. Nhưng mà bởi vì nó chưa thông báo ở trên những cái nền tảng này thì hiện tại chúng ta chưa vội. Bởi vì em nghĩ là nó sẽ lead Binance trước. Bởi vì đây là cái nền tảng mà được rất là nhiều người PR. Thứ nhất là cái sàn Binance cũng đã PR một chút rồi. Nên là khi mà có cái thông báo gì mới nhất về cái dự án Blue này, em sẽ thường xuyên cập nhật. Bởi vì đây là một trong những cái dự án của quý 3 và quý 4 năm 2024. Và cái dự án này là một cái dự án rất là ngon. Các bác không nên bỏ lỡ. Những bác nào mà đã bỏ lỡ qua cái dự án đó lót rồi thì chúng ta không nên bỏ qua cái kèo này nhá. Rồi thì đấy là cái video ngày hôm nay em cập nhật chia sẻ cho các bác về cái dự án Blue. Các bác có thể tham gia luôn cho em, hoàn toàn là miễn phí nhá. Thì trên cái dự án này bác nào còn không hiểu thắc mắc gì, các bác có thể kết bạn qua Zalo, em sẽ hướng dẫn. Video này của em kết thúc ở đây. Em xin chào tất cả các bác.